xin chào các bạn. Hàng hôm nay lại về hộp tải 500 găng tay ni lông dùng trong nhà bếp. Lốc quần lốc này siêu xịn, thương hiệu của Hàn Quốc. Đói. Ok đấy, quay xem nào. Mã vạch, mã viết đầy đủ các bạn nhé. RWP. RWP. Clear Croman bằng 2 găng tay ni lông xịn sò luôn. Ok. Rồi, bác thử các bạn xem nào. Rồi, 500 cái găng tay bọc dùng trong nhà bếp thoải mái luôn. Lấy một cái thử nha. Yeah. Cả ở đây. Yeah. Sản phẩm đang có bán tại săn hàng rẻ.net. Cảm ơn các bạn đã xem.